Thế nào là một cái con loa điện chính hãng anh em? Đây là một cái những cái con loa điện chính hãng ở bên điện máy 369 của mình. Hàng chính hãng là nó phải đầy đủ. Quá trời thùng kìa. Đó, nói chung là hình thức của một cái con hàng chính hãng á, là nó phải đầy đủ cho anh em từ A đến Z luôn. Từ cái thùng giấy bảo vệ cái con loa như thế nào, rồi đến tem bọng rồi các thứ rất là đầy đủ hết nè. Logo nè. Đó, có nhiều anh em á hay lên mạng coi á, là thấy người ta ráp cái con lo đầy đủ bát chép rồi vô cái đóng cái logo gì đó vô cái gọi là hàng chính hãng là không có nha. Cái đó không phải. Hàng chính hãng á, là nó phải đầy đủ những cái yếu tố như sau. Thứ nhất á, là cái có cái giấy chứng nhận nguồn gốc chất lượng của những cái con loa, những cái linh kiện ráp lên con lo này thì Nanomax cũng đã có. Giấy đó thì nằm đây nè. Đó, cho anh em xem cái hình. Rồi, thêm nữa là nó cũng phải có cái quy trình lắp ráp làm sao cho có được một cái con lo thật sự nó hay, chất âm nó đạt thì mới gọi là cái tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Thì Nanomax cũng có những cái biên bản chứng từ mà xuất xưởng cái con lo này. Đó, Nanomax R369 nè, hàng độc quyền 369 của mình nè. Đó, hàng chính hãng là phải đầy đủ như vậy. Còn thêm một cái nữa nè mà rất nhiều cái xưởng ráp lo rất là gọi là mong muốn, đó là cái tiêu chuẩn ISO 9001 thì Nanomax cũng đã có cho anh em. Đó, cũng đã có cho anh em đầy đủ. Thì giấy chứng nhận ở đây mình cũng để đây cho anh em xem để thấy được á, là hàng chính hãng là nó phải như vậy, nó phải đầy đủ giấy tờ và nó phải làm cho anh em được một cái con lo á. Mình mua con lo á, là mình vững ngào. Và cái nhất, cái hai á, là mình mua một con lo á, mình nó vừa có được cái âm thanh nó vừa hay, vừa trải nghiệm hát karaoke hoặc là sử dụng âm nhạc cho gia đình mình á, nó tuyệt vời, là cái điều mà Nanomax đang hướng tới. Thì anh em cũng thấy bên mình giao rất là nhiều cái combo Nanomax Pro 369 này nè, đi khắp các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, miền Bắc thì đầy đủ cái giáo rồi. Niềm tin tưởng mà khách hàng đã đặt cho điện máy, mình rất là ngưỡng mộ cái điều đó. Anh em nào mà quan tâm về những cái con loa điện chính hãng của điện máy 39 của mình, đến từ Nanomax nè, đến từ Bộ Sinh, đến từ những cái thương hiệu khác, thì cứ việc là để lại bình luận bên dưới hoặc là ấy liền cho mình để được giao hàng giống như là anh chị ở đây ha, ở Hóc Môn này.